Hallelujah, tạ ơn Chúa. Buổi tối hôm nay Chúa đã cho tôi có cơ hội được ở dưới bề chân của Ngài. Tôi lại được làm chứng với Ngài. Đây là một điều phước hạnh lớn lao nhất cho tôi. Cũng như lời Chúa đã phán, chúng nó đã thắng bởi huyết chiên con và bởi lời làm chứng. Khi tôi càng làm chứng thì đức tin tôi càng tăng trưởng và chúng ta thắng. Tạ ơn Chúa, tôi tin rằng rất có nhiều anh chị em cùng thông công với tôi, vì tất cả chúng ta ai cũng muốn đem vinh hiển đến cho Ngài. Tạ ơn Chúa vì tôi hôm nay. Tôi rất vui mừng vì Chúa cho tôi được làm chứng kế tiếp những cái phần mà Chúa đã làm trên đời sống tôi. Tôi sẽ làm ra cái phần hôm nay là phần kế tiếp. Tôi rất là vui mừng và giờ tôi cùng anh chị em hiệp ý với tôi trong thực cộng. Hallelujah. Chúng con kính lạy Chúa là Cha toàn năng, là Đức Chúa Trời yêu thương của chúng con. Cha ơi, chúng con ngợi khen Ngài vì Ngài thật là tốt lành vô cùng. Ngài đáng được chúc tôn, Ngài đáng được thờ phượng, Ngài đáng được người khen. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài là Đức Chúa Trời toàn tài, Ngài là Đức Chúa Trời toàn tri. Ngài là Chúa của các Chúa, là vô cùng muôn vua, là thần trên hết mọi thần, là Đức Chúa Trời trọn tốt trọn lành vô cùng. Ngài là Đức Chúa Trời công bình thánh sạch, là Đức Chúa Trời yêu thương nhân từ, đầy dạy lòng thương xót, chậm nóng giận và tha thứ. Chúa ơi, Chúa là đứng tạo dựng nên vũ trụ này, Chúa đã tạo dựng nên chúng con cho chúng con được chống hình anh Chúa. Tạ ơn Chúa, Ngài đã lấy lại chén tròn ba tư tay chúng con. Chúng con không còn phải uống chén non nữa. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa đã giải thoát chúng con khỏi nhà nô lệ. Và Chúa ơi, chúng con tin rằng chúng con đang ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao. Thầy được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Con nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu con và là đồn lũy con, cũng là Đức Chúa Trời con tin cậy nơi Ngài. Ngài đã giải cứu con khỏi bầy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài đã lấy lông Ngài mà che chở con, và dưới cánh Ngài con đã được nâng náu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của con. Con sẽ chẳng sợ gọt sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt phá hoại đông lúc trưa. Sẽ có ngàn người sa ngã bên con và muôn người sa ngã bên hữu con, trong tai họa sẽ chẳng đến gần con. Con chỉ ngước mắt mình nhìn xem và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác. Bởi vì con là nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình, nên là chẳng có tai họa gì xảy đến con, chẳng có ôn dịch nào tới gần trại con. Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ con trong các đường lối con. Thiên sứ sẽ nâng con lên bàn tay mình, e chân con vấp nhầm bằng đá trắng. Con thể bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rắn con thể dày đạp dưới chân, bởi vì con trìu mến Chúa. Nên Chúa sẽ giải cứu con. Chúa đặt con lên nơi cao, bởi vì con biết trên Chúa trong kỳ gian truân. Con sẽ kêu cầu Chúa, Chúa sẽ ở cùng con, giải cứu con và tôn vinh con. Chúa sẽ cho con thỏa lòng sống lâu, vì chỉ cho con thấy sự cứu rỗi của Chúa. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Vì Ngài đã ban lời Chúa cho con, lời Chúa là thần linh và là sự sống. Lời Chúa là sức khỏe cho toàn gia cảnh của chúng con. Lời Chúa là thuốc chữa bệnh cho chúng con. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài buổi tối hôm nay. Xin Chúa sức dầu trên môi miệng, trên tay đàn giọng hát. Cũng như sức dầu trên tất cả anh chị em chúng con. Khi chúng con người nói và người nghe, chúng con đều được ơn trước mặt Chúa. Con tạ ơn Chúa. Có những thì giờ còn lại trong tay Chúa và chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa ông bà anh chị em, tôi kể tiếp cái phần. Khi á, mà vợ tôi sinh được bé Nhân ra rồi á, thì khi bà kia đã nói là nhà chú có một cái luồng sáng từ ở trên xuống chụp xuống, và bà nói là có Đức Chúa Trời bảo vệ, thì tôi rất là vui mừng và tôi cảm thấy là mình được cái sự bảo vệ chắc chắn của Chúa. Vì mình thì mình không biết, nhưng mà cái người ngoài ở xung quanh người ta đã thấy được như vậy. Nói thưa ông bà anh chị em, thì khi đó thì trong nhà tôi thì thực tế tôi cũng không có tiền đâu. Thì bắt đầu vợ sinh xong rồi thì tôi cũng là nấu cơm cho vợ ăn, xong rồi trong nhà cũng chẳng có mua gì hết. Tôi mới đi rừng. Tôi mới đi rừng thì trong tôi cũng không có tiền nữa. Tôi nói Chúa ơi, giờ Chúa giúp cho con đi. Con giờ vợ sinh mà con không có đồng bạc nào hết, thì Chúa tiếp trợ cho con. Thì bắt đầu tôi đi thì tạ ơn Chúa. Bữa đó tôi đi vào thì tôi được một con trăn. Nói chung tôi về tôi bán được 650. Là cái tôi kể lại câu chuyện cách đây là 13 năm, 12, 13 năm đấy. 13, 14 năm. Rồi bắt đầu tạ ơn Chúa là như vậy. Tôi lại có gạo, có thóc và có để ăn như vậy. Nhưng mà thưa ông bà, anh chị em, khi mà bắt đầu tin Chúa rồi càng ngày thì Chúa tôi luyện. Tôi luyện gọi là như Kinh Thánh nói, Ngài dùng hoạn nạn mà dẫn dắt tôi. Chúa luyện tôi nhưng không như luyện bạc thử thách tôi trong lò hoạn nạn. Chúa luyện như luyện bạc, Chúa băm vằm ra, Chúa thử thách trong lò hoạn nạn, đụng mấy cái hoạn nạn khốn khó. Thưa bạn chưa? Lúc đó tôi thì cũng là mới tin mà cũng hăng hái làm chứng lắm, mà cũng đi làm chứng ở đây khắp rồi rải truyền đạo đơn kia nhiều lắm, rồi thì làm chứng cũng được vài ba người tin Chúa.
Mà cuộc đời của tôi thì làm ăn thì cũng lay lắt như vậy. Thì tôi cũng không có gọi là nghĩ bài bạc à, là quyết tâm nghĩ bài bạc. Thì tôi cũng có nói với vợ con đó, thôi giờ mình không chơi bài nữa, mà tin rằng mình nghĩ bài bạc sau 3 năm thì chắc chắn Chúa sẽ tiếp trợ cho mình. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng mình cứ bỏ như vậy, vì cứ nghĩ rằng các môn đồ theo Chúa thì 3 năm thì trưởng thành. Tôi nghĩ tôi bỏ bài bạc 3 năm thì chắc là Chúa cũng sẽ cho tôi trưởng thành trong cái vấn đề kinh tế. Tôi chỉ nghĩ đơn thơ vậy thôi. Nhưng rồi tôi cứ làm ăn lay lắt như vậy. Nhưng mà thưa ông bà anh chị em, nhiều khi nó đói khổ trong gia đình á. Không có, gọi là không có tài chánh cho đủ ăn nữa. Gia đình tôi khổ mà tôi phải mua cái gạo kim cương, gạo nợ. Ông bà anh chị em ai mà đã biết được cái số gạo kim cương, gạo nợ rồi biết rồi, nó rất là cứng. Nhưng mà tôi cũng mua những chọn mua những cái loại gạo rẻ, gạo nợ, gạo cứng đó, để về ăn cho nó lời cơm. Và rồi thì tôi nói cơm thì muối trắng thôi, nước mắm cũng không có nữa. Và rồi nhiều lần đó, trong nhà khổ quá thì tôi chỉ có để hái rau rừng rồi thì muối mà vậy thôi, nấu canh nó lao vào ăn. Nhưng mà tại anh Chúa có một điều đặc biệt rồi. Tôi cứ luôn nhớ cái lúc đó là thầy miền Nam, là khi tôi mới tin Chúa trong, thầy miền Nam luôn dạy cho tôi một câu, tức là thầy cứ nói rằng đừng nhớ lại những sự đã qua, ta sắp làm một việc mới cho ngươi, ta phải mở nên ngươi một con đường. Và tôi cứ nhờ những cái lời của thầy miền Nam cứ nói về cái câu đó cho tôi, và những cái lúc tôi khó khăn thì tôi cứ nhớ lại người thầy của tôi nói câu đó. Cái lúc mà tôi gọi là mới tin Chúa thì thầy nói câu đó và an ủi tôi rất được khích lệ có câu kinh thánh đó. Và những lúc này thì tôi nói cảm ơn Chúa vì Ngài đã làm và đang làm cho đời sống con những tương tình tốt đẹp. Cảm ơn Chúa con sẽ có một tương lai tốt đẹp, tôi cứ chắc chắn rằng con sẽ có một tương lai tốt đẹp, và tôi nói với Chúa như vậy. Nhưng mà mỗi lần soạn cơm ra, cơm thì nó thật không có một cái gì ăn luôn. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt, cái lòng tôi vui mừng phấn khởi đó, gọi là tôi cứ luôn cảm ơn Chúa. Cứ lúc nào soạn cơm ra là tôi cứ tạ ơn Chúa cho con thỏa lòng ăn những bất ngon, hồn con ăn của béo. Cảm ơn Chúa là tiếp trợ đầy đủ mọi thứ cần dùng cho chúng con. Tôi luôn cầu nguyện cả gia đình, vợ con, và tôi luôn cứ nói đi nói lại như vậy, cho dù là giữa cơm mà không có gì ăn, cơm muối thôi mà gạo cũng đủ mà ăn, nhưng tôi cứ cảm ơn Chúa và cho con thỏa lòng ăn những vật ngon, hồn con ăn của béo. Cảm ơn Chúa Ngài tiếp trợ đầy đủ mà được cần dùng cho chúng con. Vì tôi học được bài học này qua trong những châm ngôn đó. Chúa nói ta sẽ đãi các ngươi tùy theo những lời ta nghe các ngươi nói, và Chúa nói rằng sống chết nơi quyền của lưỡi, ai ái mộ nó thì ăn bông trái của nó. Và kinh thánh cũng nói rõ khi chúng ta là nói thì nên nói, thì nói một hai điều lành giúp ích cho kẻ nghe đến. Đó. Thì tôi nghĩ rằng là bây giờ nếu như mình cứ nói tích cực đi thì Chúa sẽ làm tích cực thôi. Và Chúa cũng nói rằng á, ta đại các ngươi thì theo những lời ta nghe các ngươi nói. Thì tôi rút được kinh nghiệm lời nói qua cái chỗ này. Lúc mà bé nhân tôi lúc đó nó 2 tuổi, mà cháu nhỏ thì nó ưa trèo leo lắm, nó cứ trèo leo chỗ này chỗ kia, thì nó trèo lên cái bờ vách rất là cao. Thì tôi đứng đằng xa tôi nói nhân xuống con coi chừng té. Tôi vừa nói dứt lời một cái, ông bà anh chị biết nó trượt tay, nó té một cái xuống chắc không phải tầm, từ đó xuống là con trẻ em nó xuống rớt xuống gần 2 mét, rớt ngựa xuống luôn, và nó nằm nó ngay đơ, nó trợn mắt, nó tàn chỗ. Lúc đó tôi đi tới, tôi bồng nó lên mà tôi nhớ ra một câu kinh thánh: tạ ơn Chúa khi con ngã Chúa, đợi con chạy xuống để cho con nằm dài dưới đất. Cảm ơn Chúa tất cả con cái con được Chúa dạy dỗ, sự bình an của con cái con được rất lớn. Cảm ơn Chúa trong nhà con có trẻ con chết non chết yếu. Và khi tôi nói như vậy thì con tôi nó tím người luôn, nhưng mà tự nhiên nó thở ra rồi bắt đầu nó khóc. Rồi hôm sau Chúa nâng đỡ con, Chúa an ủi con, Chúa chữa lành con, cảm ơn Chúa. Rồi xong vậy là con tôi nó trở lại bình thường y như không bị gì hết. Tạ Chúa đó là những cái điều cái môi miệng. Và khi qua những cái sự đó thì tức là tôi rút ra được cái kinh nghiệm từ môi miệng. Thưa ông bà anh chị em thì như vậy. Và rồi cuộc sống thì như vậy, là cứ lầy lất như vậy. Và rồi thì tôi nhớ có những cái lúc mà gia đình gian truân thiếu thốn, có nhiều khi mười mấy ngày nói ông bà anh chị em đôi khi thấy thương vợ thương con quá không có một cái gì ăn, thì bắt đầu tôi nghĩ đây đi lên mua nợ quán thì họ không bán nợ đâu, không ai bán nợ. Mà có một lần tôi nhớ một bài học mà tôi luôn nhớ, một cái điều mà gọi là nhớ mãi không bao giờ quên luôn. Bắt đầu bữa đó tôi cũng liều lên một cái quán, tôi nói chị ơi chị bán cho em mấy lạng cá khô. Thì tôi thấy người ta có cá nục khô hấp, thì bắt đầu thấy chị cũng vui vẻ, đây bán cho mày đây, bà cân lên 3 lạng mà tao bán cho mày đây 5 ngàn. Tôi mừng quá, ồ cảm ơn Chúa Ngài đã cho con được ơn rồi là họ bán nợ cho con, mừng quá. Vì trước giờ mua họ đâu có bán đâu, bữa nay tự nhiên lên họ lại bán nợ một cách vui vẻ như vậy. Nên đi về
Nói vợ em ơi, coi chuẩn bị làm đồ ăn này, kho đồ ăn lên này, con cái nó ăn. Các con bạn chị em biết tôi mở cái bọc ra một cái thì trong là cái gì? Vảy, đầu, xương. Ai biết mà cá khô hấp thì biết rồi, một bọc cá khô hấp như vậy. Mà khi chúng ta lấy hết cá rồi thì còn lại xương, vảy và đầu thôi. Ôi giờ bươi ra thấy như vậy, cũng hơi buồn tí nha. Nhưng không sao, cảm ơn Chúa. Nói chung là có còn hơn không? Tạ ơn Chúa. Xong rồi bắt đầu bỏ vào vợ, bỏ vào nồi là nấu. Muối vào cho có cái nước chan mà ăn cho nó qua chuyện thôi. Đó, cho nó được thôi. Nhưng mà cứ cảm ơn Chúa cho con thả lòng ăn những vật ngon hồn quen của béo. Nhưng mà cũng lấy từ một cái đó để là bắt đầu phấn đấu. Và từ cái chỗ đó rồi á, thì ông bà anh chị em biết là bắt đầu trong gia đình là bắt đầu Chúa cho vợ mang thai tiếp là một đứa nữa. Tức là lúc này là cũng đứa trước là được 2 năm rồi đấy. Gần 2 năm thì đứa sau là mang thai tiếp. Mang thai tiếp một đứa nữa. Thì tôi mang thai, đưa vợ mang thai thì bắt đầu tôi cũng nỗ lực để làm chứng gì. Thì làm chứng một thời gian, cũng đi làm chứng. Khi đầu làm chứng thì lúc đó tôi có một người ở, ở trong xóm đây á, chị ta cũng tin Chúa và lại có một người em là bị bệnh viện trả về, bà ta bị ung thư phổi. Cách xa nhà tôi cũng 7-80 cây. Thì cái bữa chị đó lên tôi nói thì cái tin Chúa thì lành thôi, đơn giản mà tin Chúa Chúa chữa lành. Chúng đầu lên làm chứng bà kia lên nói thì bà kia tin, thì tôi ở đây tôi cầu nguyện bằng điện thoại. Thì tán Chúa cái bà này viện đã về, tức là người ta đổ sữa, lúc mà tôi cầu nguyện là được đổ sữa vào là nó không nuốt nữa, mắt thì coi như là trừng rồi, tức là chuẩn bị đi rồi. Thì bắt đầu tôi cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus ra lệnh cho bệnh tật xong rồi bà tiếp nhận Chúa xong rồi là cầu nguyện đuổi bệnh xong thì bắt đầu tự nhiên bà đứng bật dậy. Là lúc đó là bà nói ôi chị đứng dậy được, rồi bà đứng dậy được là bắt đầu tán Chúa. Cả tôi cả bà về mọi người tạ ơn Chúa, cứ cảm ơn Chúa đã chữa lành, cảm ơn Chúa đã chữa lành. Và như vậy là bà ta khỏe mạnh và bắt đầu ngày mai là bà cứ đi ra, bà cứ điện nói chị khỏe lắm, chị dậy rồi chị đi lại. Và bắt đầu ngày thứ ba là bà điện xuống một bữa ăn của bà là ăn được 3 chén cơm và bây giờ chị đi ra vườn là đi lặt điều được rồi. Ô tạ ơn Chúa mừng quá. Thì bắt đầu là tôi có lúc đó tôi cũng có báo cho một số anh em, lúc đó ta đang ở. Nói chung là tôi cũng có nói cho tôi đang sinh hoạt cũng sinh hoạt chung chung với mấy anh em số công giáo ra đấy, lỡ Thọ Hoàng là bên thầy Khánh rồi. Nhưng mà tôi nói với họ, tôi đầu họ đông người mà họ xuống chăm sóc rồi, kể cả mục sư Phụng nó cũng có về cái chỗ bà đó rồi á, có mấy thầy rồi mục sư Phụng nó cũng có về biết cái bà đó, cũng vô nhà bà đó rồi thăm viếng rồi. Thế đầu bà sống được thời gian hay rồi, nhưng mà đặc biệt cái lúc đó không biết sao mà Chúa cho tôi cái sự khôn ngoan này nữa. Tôi lên thì tôi mới đưa Phục truyền 28 là tôi mới nói lời Chúa nói như vậy, khi các ngươi vâng lời thì những phước hạnh này cũng đến trong ngươi và hiệu quả ngay, là tôi đọc Phục truyền 28 ấy. Nhưng mà khi các ngươi mà coi như không vâng lời thì những sự chúc dự này cũng đến trên ngươi và hiệu quả ngay ngươi ngay, và ta đặt trước mặt các ngươi 2 con đường, một con đường sống, một con đường chết, con đường phước hạnh, một con đường rủa rả. Chúng ta muốn các ngươi chọn sự sống. Và tôi cũng nói với họ bây giờ cái giải quyết cơ bản nhất là Chúa cách hình tượng cái tội tài dâm thuộc linh. Nhưng bây giờ nói với họ phá hủy bàn thờ và nói họ tuyệt đối không có đốt hương, không có được ăn đồ cúng. Nhưng nếu mà ăn đồ cúng đốt hương là Chúa phạt, mà cái tội này là nó sẽ bị diệt khỏi đất. Thì tôi cũng làm chứng, tôi cũng nói như vậy cho họ cũng chấp nhận thôi. Thì xong rồi thì nói chung là cũng có trên Thọ Hoàng họ cũng đi thăm viếng đông lắm, cứ hàng tuần là đến đó đi nhóm rồi. Tôi thì lúc đó tôi thì còn không có kinh tế mà kinh phí mà đi, lâu lâu tôi đi bữa thôi. Thì vậy là được một thời gian ba lành, được thời gian cả tháng rồi. Thì bắt đầu đùng một cái, tự nhiên bữa đó nghe điện bà cho đau bụng đi ngoài, đau bụng nặng lắm. Thế rồi cái tôi lên tôi cầu nguyện, cầu nguyện xong rồi thì thầy họ điện với thầy Khánh nữa, thì thầy Khánh nó thôi đưa lên họ lên trên kia, rồi bắt đầu đưa lên Thọ Hoàng sau đó. Thì bắt đầu tôi lại chở lên đến đó, chở lên đến đó là tôi một người anh em lại chở bà lên đến Thọ Hoàng, chở đến đó xong rồi chúng tôi về. Về được 2-3 ngày như thế nào á, rồi mấy thầy trên đó cầu nguyện thế nào cũng không biết nữa, rồi bắt đầu lại nói thôi đưa về nó với Đắk Lắk đi. Bắt đầu lại đưa về thì lại không đưa về bà trên 79 đâu, mà lại đưa về cái người chị em ở gần trong xóm tôi đây, đưa về cái nhà bà đó. Rồi nói đưa về đó cho chú Cường cầu nguyện. Rồi thì bắt đầu đưa về đó thì hàng ngày tôi cũng xuống cầu nguyện rồi thôi, thì cũng cứ cầu nguyện thôi, đâu có biết gì đâu, cứ cầu nguyện mà cứ tin cậy thôi. Nhưng mà càng cầu nguyện thì khi nào cầu nguyện thì thấy mặt bà tỉnh táo lắm, nhưng mà hết đi cái là bắt đầu bà cứ chịu lên chịu xuống và đau bụng tuyệt đối không cầm nữa. Thì bắt đầu là tôi cũng chả biết như thế nào nữa, tôi hỏi Chúa hay sao vậy con không biết nữa. Nhưng mà rồi đùng một cái thì ông bà anh chị em biết là tối
Thì 9 giờ thì nghe thầy Khánh đến đây cơ, xuống cầu nguyện cho bà hồi gấp. Đó, bà nặng lắm. Thì tôi cũng từ đây tôi chạy xuống dưới nhà bà cầu nguyện, từ từ đây xuống đó cũng hơn một cây số thôi. Chạy xuống cầu nguyện cho bà thấy tỉnh queo. Thế sao chị sao nó chị khỏe lắm rồi. Thầy phát 11 giờ đêm nghe chị kia đến lên, ô rồi chị chết rồi. Rồi lúc đó tôi chả biết làm sao nữa, cũng tối mặt, nói chúa hay sao đây chúa, con chả hiểu cái đường nào nữa, sao thì con không biết sao nữa. Nhưng mà lúc đó nói vậy thôi, nhưng mà cũng chạy xuống liền. Chạy xuống thì cái vấn đề họ người ngoài họ đâu có dám để xác trong nhà, họ để cái ngoài cái bờ ranh á, ngoài vườn á, để ngoài vườn chuối, thắp một cái đèn dầu nho nhỏ. Tôi ngồi với cái xác đó, tôi cứ nghĩ, tôi ngồi tôi suy gẫm không biết làm sao. Một mình thôi, tôi ngồi ngoài bóng đêm, ngồi với cái xác đó mà ngồi ở ngoài, gọi là cách xa nhà chắc cũng khoảng chừng hơn 10 mét. Không ai ra đó hết, tôi ngồi đó. Tôi ngồi đó mà tôi cứ cầu nguyện, tôi cứ nghĩ nó cầu nguyện. Biết đâu bà sống lại chăng? Cứ nghĩ như vậy thôi mà cứ cứ bề cầu nguyện, nhưng mà cầu nguyện là cứ đặt tay vào cầu nguyện thì cứ thấy là lành tanh như vậy. Và tới khuya, thật khuya. Rồi thì bắt đầu là có người ra nữa, rồi bắt đầu coi như tôi ngồi trực cái xác đó tới sáng là bắt đầu ông bà anh chị em biết. Với cái cặp mắt xịa chó của thiên hạ, họ nhìn mình giống như kiểu một tên nó phét như vậy. Rồi thì bắt đầu chính quyền vào là bắt đầu hỏi hỏi nó thế nào để ấy, thì mộ tự thi rồi thì có phải cần làm gì không. Được, bắt đầu nói chung là tôi bị chính quyền rồi để ý cực kỳ, nghĩ như kiểu mình là phỉnh dối. Nhưng mà được cái chính quyền nói như vậy thì cái chủ nhà kia họ nói không, cái lỗi này là do chúng tôi. Bây giờ tôi mới biết nguyên do đâu mà bà chết đau bụng, là vì khi chú Cường thì đã nói thẳng không có ăn đồ cúng, không đốt hương, mà trong lúc là lỗi là do chúng tôi. Vì khi chúng tôi nghe người bày nói là nếu muốn mau khỏe thì kiếm chín cặp chân gà cúng ăn vào thì nó lành, là như vậy. Thì kiếm được chín cặp chân gà cúng thì coi như là về nấu cháo ăn vào là nó, xin lỗi quý ông bà anh chị em, là bắt đầu bà bị đi ngoài cho tới lúc chết đó luôn. Đó là như vậy. Cảm ơn Chúa thì gọi là trong mọi cái hoàn cảnh Chúa cho phép ra, nhưng mà rồi Chúa lại bênh vực mình, chứ Chúa không bao giờ để cho mình phải cô đơn hay là bị cùng đường. Nhưng mà trong cái đường khó khăn thì Chúa mở đường ra khỏi, cho những kiểu dân Israel vậy. Khi họ họ bị đằng trước thì biển đỏ, đằng sau thì dân Ai Cập. Mà nếu như bây giờ quan trọng là đức tin của họ, họ có bền đổ mà nhìn vào Chúa hay không. Nếu họ bước xuống biển đỏ thì biển đỏ rẽ, họ không dám bước xuống thì Ai Cập giết họ chết thôi. Nhưng tôi cũng như vậy luôn đó. Nhưng mà tạ ơn Chúa cái đường cùng thì bắt đầu lại tự họ nói như vậy, và tôi biết là nguyên do như vậy là người kia chết. Tạ ơn Chúa thì khi người nó chết rồi thì được cũng đi chôn trong đó. Cái đầu tôi về nhà tôi thì lại là vợ, coi như trong cái ngày mà bà đó gần chết đó, gọi là cái bà đó gần chết thì vợ tôi là sinh. Tôi kể cái chuyện này thì cũng tức cười nữa. Bắt đầu sinh thì chuyện sinh thì thấy sớm 28 giờ sáng, thì cả đêm thì đi ngủ, nói chung cả đêm là đi cầu nguyện cho cái bà đó rồi. Thì về thì sớm cũng khuya rồi, thì 12 giờ 1 giờ rồi về ngủ. Sớm mai ngay vừa kêu anh ơi gần sinh rồi. Nói, hả thật hả? Nó ừ gần sinh rồi, nhanh lên rồi. Bây giờ chả biết nhanh sao, cái tôi cũng không biết làm sao nữa. Cái tôi có người chị em á, ở gần sát nhà đây á, cũng họ cũng thương gia đình lắm. Tôi nói mứa ơi chị gần sinh này. Thế hả gần sinh á, nè mứa sang giúp anh ấy. Nói rồi cái đầu chạy sang, cái sang họ dìm sao bác thì giờ anh cũng đâu biết làm sao lắm. Thế đầu nó thì hai chị em đỡ, bắt đầu cái cả tôi cả cả thím đó hai người làm bà mù luôn, cái đỡ cái rồi đứa bé ra. Đứa bé ra thì bắt đầu là cái mứa mới hỏi sao anh, giờ cắt vốn sao nó, anh cũng không biết là mứa biết cắt không. Nói không em cũng không biết cắt. Thì tôi mới nói thôi làm đại thì cắt sao cắt. Cái đầu cái mượn mới lấy một cái lưỡi lam rồi cổ cũng cắt một khúc vốn dài 20 phân vậy đó. Xong vui rồi thì mượn có biết lấy nhau lấy nhung gì không biết. Đó. Rồi thì người ta làm sao kệ tôi cũng chẳng biết nữa. Bắt đầu cái vợ tôi bị băng huyết. Băng huyết thì bắt đầu là tôi cũng chẳng biết sao, thì mượn mới nói anh đi mượn cái bà kia. Cái bà kia thì bà đỡ giỏi, anh đi mượn cái bà đó. Rồi sau tôi chạy đi mượn cái bà đó thì bà lên. Bà lên thì bà coi tình hình vợ tôi và coi con tôi, xong rồi bà nói thôi chú đưa thím với lại cháu đi viện đi, cái này tôi không dám đụng tay bà đâu. Nên tôi mới nói có chuyện gì mà bà sợ đâu, không can gì hết đó. Nó không, cái này tôi hoàn toàn tôi không dám, chú đưa đi đi, nói tôi bảo đảm với bà. Trong gia đình tôi không có trẻ con chết non chết yểu, gia đình tôi là gia đình tin Chúa và Đức Chúa Trời bảo vệ gia đình tôi, một sợi tóc trên đầu không hề rụng rơi. Nhưng có mỗi tội tôi không biết cách trốn thôi, chứ còn bà cứ giúp tôi cứ làm đi, còn mẹ tròn con vuông tôi bảo đảm vợ con tôi không chết đâu, bà đừng có lo. Bà nói vậy chú bảo đảm này, có gì là chú không được nói tôi thì tôi làm.
Bắt đầu bà nói vợ thì bà bắt đầu bà mới lấy nhau lấy nhung gì đó, nói bà làm sao ép làm sao đó tôi không biết. Rồi thì con thì bắt đầu bà cắt rốn rồi lại thì mở ra là các bạn biết cái lối cắt rốn là siết không chặt đấy, nó bị chảy máu. Nhưng mà khi mà tôi biết tình hình như vậy, bà nói rất là nguy hiểm như vậy, thì tôi điều trước tiên là tôi tạ ơn Chúa và tôi ôm cái đàn tôi hát cho bà đó với lại cái mự thím ở gần nhà đó, hai người làm gì đó làm. Tôi ngồi ôm cái đàn tôi hát, tôi ngợi khen Chúa, tôi cầu nguyện với Chúa. Thế mấy người nói tôi quá vô tâm, vợ thì như vậy mà chồng thì ngồi hát tỉnh bơ vậy. Nhưng mà tôi thì tôi rất là bình an mà tôi cứ hát ca ngợi Chúa thôi. Và đàn ơn Chúa thì khi tôi hát tôi ca ngợi Chúa xong rồi á, thì lúc mà họ về á thì tôi đặt tay lên vợ tôi cầu nguyện, lúc đó cũng cầu nguyện đuổi dữ nhân danh Chúa Giêsu, ra lệnh cho Satan rồi bệnh tật rồi đuổi rầm rầm đó. Người tạ ơn Chúa rồi người khen Chúa về sự chữa lành, xong rồi thì cũng thôi. Thì chiều thì vợ cũng bình thường ăn cơm như vậy thôi, nhưng bà đó thì bà ấy dặn là chú là cứ canh, nếu như mà thím mà lịm đi là phải đưa đi cấp cứu gấp, không người ta sợ này kia chết chắc gì đó. Nhưng họ không dám nói chết à, họ nói sợ này kia. Tôi nói bà yên tâm, cứ nói nếu mà sợ chết thì cứ nói sợ chết đi chứ. Nhà tôi không có việc chết à. Một sợi tóc trên đầu chúng tôi không hề rụng rơi, trong gia đình tôi không có trẻ con chết non chết yếu đâu. Đức Chúa Trời bảo vệ không có can gì đâu, bà đừng có lo. Như vậy thì rồi thì xong vậy rồi, rồi cũng thôi. Rồi thì bắt đầu ngày mai thì tôi lại đi làm công việc của tôi và tạ ơn Chúa thì vợ tôi thì khỏe. Và gia đình tôi thì lúc đó ở đây thì cũng cô đơn thôi, có một mình không có ai hết á, không có anh em bà con đâu, tự vợ chăm chồng thôi, chồng thì ai nấy tự lo. Và vợ sinh được ngày nay thì ngày mai tôi đi làm thì vợ lại dậy nấu cơm nấu nước rồi giặt đồ giặt đạc vậy thôi, chứ cũng Chúa cũng phục hồi lại cũng bình thường, chẳng có vấn đề gì xảy ra. Cảm ơn Chúa, tôi hôm nay tôi làm chứng đến đây và rồi á lạy Chúa có cho cơ hội chúng ta tôi lại tiếp tục làm chứng với ông bà anh chị em. Bây giờ mời ông bà với anh chị em với tôi hiệp ý chúng ta tôi viên Chúa một bài.